quan lương đời người và ta đã có được rồi. Hồi ngày sau tàn hứa phai, mẹ Việt Nam đau từng cơn xót xa nhìn đời. Người làm can đối khổ nghèo nàn, kẻ quyền quý giàu sang dối gian. Giờ đây Việt Nam còn hay đã mơ, mà giặt tàu ngang tàn trên quê hương ta. Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội chết thiệt người vì tay súng giặc tàu. Là một người con dân Việt Nam, lòng là ngẩn ngơ trước ngoài xâm. Người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông nói. Từng đoàn người đi chẳng nề chi, già trẻ gái trai giơ cao tay. Trong quân xâm lược, trong kẻ bán nước Việt Nam.